Các bác thấy đấy, con người thì thật nhỏ bé nhưng mà luôn luôn muốn sở hữu cho mình những thứ siêu to khổng lồ các bác ạ. Bộ sản phẩm rồng khai ấn, bộ sản phẩm này là một kiệt tác của bên Thế Giới Đồ Gỗ và là sản phẩm mà bên cơ sở em phải cất công đóng trong thời gian là gần 3 năm, dòng giá trong gần 3 năm tích từng khối gỗ một các bác ạ.
Bye.